Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan quản lý đã thu ngân sách khoảng 3.167 tỷ đồng từ 37 doanh nghiệp công nghệ lớn. Đáng chú ý có từ Google, YouTube, Microsoft, TikTok. Bộ trưởng Phước đánh giá 2022 là năm kinh tế xã hội được điều hành và quản lý thành công. Tăng trưởng GDP dự báo đạt 7,5-8%, CPI tăng 2,74%, nợ công bằng khoảng 45% GDP và tình hình xuất nhập khẩu tích cực. Cả nước dự kiến xuất siêu 8 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, ở lĩnh vực thuế đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu như phát hành hóa đơn điện tử, xây cổng thông tin điện tử xuyên biên giới. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước năm nay dự kiến đạt khoảng 1,614 triệu tỷ đồng, vượt dự toán 202.400 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa được ghi nhận tăng trưởng 9,8%.